Xin chào các cháu, hôm nay ông kè tóc xù sẽ cho các cháu xem máy múc làm việc trong thực tế như thế nào. Ở đây, phía sau lưng ông kè là một chiếc máy múc đang hoạt động và một chiếc xe tải ở quê ở nông thôn gọi là xe công nông. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem máy múc hoạt động nào.